Xin chào tất cả các anh chị cô dì chú bác y hoa lan rừng trên cả nước và phiên tối của em nhé. Phiên tối nay lên cho các anh chị về một số mặt hàng bao chuẩn hàng rừng bốn đơn luôn. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là đơn cây kiếm nhé. Bắt đầu chốt kiếm này, một bụi một tép này. Còn tép này rất là khủng luôn, rất là nhiều tép, các anh chị có thể mang về tách ra làm giống nhé. Bắt đầu chốt đơn bụi kiếm này có giá là 100k thôi nhé. Kiếm bốn đơn này nó rất là đẹp, 100k đơn kiếm này nha. Bắt đầu chốt hình đầu tiên nhé, 100k này. Sang hình số 2 này, hình số 2 là đơn trâu nguyên bản này. Trâu nguyên bản cặp rất là đẹp này. Một gốc này là 4 cây này, 1 cây này, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây và 4 cây này. Cây đầu tiên này, cây thứ 2 này là 4 cây to, 1 cây to này. Cây thứ 2, cây thứ 3, cây thứ 4 này. Rất là đẹp luôn, đơn này nha các anh chị nhé. Bắt đầu chốt cặp này em để giá cho các anh chị là 150k. 150 cặp này nhé. Bắt đầu chốt lô số 2. Lô số 3 là cây rất là vip luôn, lá mít cực kỳ đẹp luôn. Là trâu lá mít rất là rột này, ngắn vàng đẹp luôn này. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn này. Cái này giá là 100k này, con rất là siêu phẩm đẹp luôn nhé. 100k lá mít cực kỳ đẹp luôn. Hình số 3. Sang hình số 4 là đơn cẩm báo này. Cẩm báo cây to nhé. Một cây rất là to và khủng luôn này. Cẩm báo nguyên bản là một cây này. Và cây gốc thứ 2 này. Mới là chốt đơn cẩm báo này giá 100k. 100k hình cẩm báo này nhé. Đó, 100k. Bắt đầu chốt hình số 4. Sang hình số 5. Đơn nguyên bản cực kỳ đẹp này. Một cây này, một cây này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Lên giống rất là đẹp, lên chậu làm vườn rất là đẹp này các anh chị ơi. Năm này, sáu này, bảy này, 8 này, 9 cây. Đơn này bắt đầu chốt em để giá cho các anh chị, 9 nguyên bản này em để cho các anh chị là 150k. 150 nguyên bản này nhá. Đang chốt hình 5, hình 6. Cây lá mít rất là đẹp luôn. Rụt rịt đẹp luôn này. Đó, nguyên bản đẹp luôn, lá mít rụt này. 120 này. 120k này, rất là đẹp rụt rịt. Cây này là hai cặp rửa lá rất là rụt và đẹp luôn. Bắt đầu chốt hình số 6. Hình số 7 là cây đang có quả này, giá 120k luôn, lá mít cây to. Đang có quả, quả nó khi nào mà nó khô các bác có thể bóc ra lên nhân giống được nhé. Đó, bắt đầu chốt hình 7. Sang hình 8 em có hai cây nhạn lá mít đang bông. Một cây này, đang bông này. Hoa bắt đầu tàn rồi đó. Cây thứ 2 về các anh chị có thể cắt cuống hoa nó đi để nuôi lá này, nuôi cây này. Hai cây giống nhau, 200k. Cực kỳ đẹp lá mít, hai cây bản lá to giống nhau luôn. Còn cây này thì hai nụ, còn cây này thì một nụ. Đó, bắt đầu chốt hình này 200k. Hình 8. Sang hình 9 là em có một cây thân dừa lá mít cực kỳ đẹp, 120 này. 120 thân dừa lá mít tím luôn. Đó, cái lá gốc nó tím đẹp luôn, là mít dày này, 120 này. Đó, bắt đầu chốt hình số 9. Sân số 10 là một cây nguyên bản lá mít 200k rụt rịt. Cây này là nói thật là cây này là bị dập mấy lá này thôi, nhưng mà chả sao đâu, được lá mít nhé. Lá mít cực kỳ rụt luôn, 200k con này này. Đó, bắt đầu chốt hình số 10. Hình 11 là cây quế tím mẹ bồng con khủng này, 100k này. Cây rất là to, mẹ bồng con nha, cây con, cây mẹ này. 100k quế tím khủng này. Bắt đầu chốt hình này 100k này. Đây là hình 11. Hình 12 là một cây trâu mít nguyên bản lá dày, lá vàng dày đẹp luôn. Đó, con rất là dày đẹp này. Bắt đầu chốt con này em để giá cho anh chị 140k. Mít vàng dày đẹp. Đó, 140 này. Đây. Hình 12. Hình 13, cây mít lá cong bản lá dày và to. Rất là đẹp, 100k. 100k con này, lá dày đẹp lắm, cong như sừng trâu này, lá to lắm này. Đó. Hình 13. Hình 14 một cây lá mít vàng đẹp luôn này, 100k này, rất là đẹp này, lá mít vàng ngắn đẹp luôn. Và hình 15. Cây nguyên bản lá mít nguyên bản đẹp luôn này, 100k nữa này. Dày đẹp cứng. 100k. Hình 15. Hình 16. Hình 16. Một cây này, hàng giống đẹp lá mít, hai cây này. Ba cây này. Và 4 cây này. 4 cây này có giá là 100k, toàn hàng đẹp này. Hình 17 có giá là 130, cây to hơn. 1, 2, 3, 4, 4 cây lá mít đẹp là 130k. Sang hình 18, 2 cây lá mít này có giá là 150k. 1 cây, 2 cây, cặp rất là đẹp, lá mít rụt rịt nhé. 150,
Đó, 110 hình 17. Hình 18. Hình 18 nha. À, hình 19. Hình 19 chứ. Sao hình 19? Hình 19 nha các anh chị ơi. Đó. Đây là hình 19 này. Hình 19 em có 4 cây nhạn rất là vip luôn. Toàn hàng lá mít này. Một cây, hai cây, cây thứ ba có nụ này. Cây thứ tư này. Đó, và thêm cây này nữa đây là 100k. 100k đây là hình 19 nhá. Hình 20. Hình 20 là đơn sóc này. Đó, toàn là sóc đẹp luôn, hoa rất là thơm, sóc rừng này. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cây sóc này có giá là 120k, 17 cây sóc toàn là cây đẹp đẹp to to này, 120, đó, bắt đầu chốt thì là 120, đây là 22. À, đây là hình 20, hình 21 là hình cuối cùng. Hình 21 là hình cuối cùng là đen quế tím này. Toàn quế tím đẹp, cây to này. Một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, 19, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cây. Đây là 30 cây. 30 cây này có giá là 100k này, rất là nhiều, toàn hàng đẹp luôn này, tươi này. Đây là hình cuối cùng của em phiên tối nay. Bác nào chốt thì nào thì cứ liên hệ theo qua số điện thoại của em nha. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một buổi tối vui vẻ nha.